bão số 2 hướng vào Bắc Bộ, nhiều nơi mưa to. Chiều nay, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 2 năm 2022 và có tên quốc tế là Mulan. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 13 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc, 112,9 độ Kinh Đông, trên khu vực phía đông bắc quần đảo Hoàng Sa, cách đảo Hải Nam, Trung Quốc khoảng 300 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, 62-74 km/h, giật cấp 10, bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 110 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Bắc, sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 10 tháng 8, vị trí tâm bão ở khoảng 20,5 độ Vĩ Bắc, 110,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc, cách Móng Cái, Quảng Ninh khoảng 350 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, 62-74 km/h, giật cấp 10. Trong 24-48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực Đông Bắc của Bắc Bộ. Đến 13 giờ ngày 11 tháng 8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc, 107,5 độ Kinh Đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7, 39-61 km/h, giật cấp 9. Trong 48-60 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc mỗi giờ đi được 10-15 km và có khả năng suy yếu dần. Khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 4-6 m, biển động mạnh. Khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm cả huyện đảo Cô Tô, Bạch Long Vĩ từ tối và đêm mai, mùng 10 tháng 8 gió mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 2-4 m, biển động mạnh. Do gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2-4 m, biển động. Từ chiều tối mai đến khoảng ngày 12 tháng 8, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-200 mm mỗi đợt, có nơi trên 250 mm.